Xin chào quý khách hàng. Với hóa đơn mua hàng từ 1 triệu đồng trở lên tại hệ thống siêu thị điện máy Pico, từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2015, quý khách hàng tiếp tục nhận được một mã số dự thưởng để tham gia vào chương trình quay số may mắn trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan khi mua sắm tại Pico. Vâng, 100 chuyến du lịch Thái Lan là giải thưởng dành cho tất cả những quý khách hàng mua sắm tại Pico trong thời gian từ nay đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2015. Ngày hôm nay Pico tiến hành quay thưởng tìm ra một vị khách hàng may mắn trúng thưởng trong ngày 11 tháng 5. Theo dữ liệu từ hệ thống của Pico, có tổng số 59.943 mã số dự thưởng đủ điều kiện để tham gia trong phiên quay ngày hôm nay. Phiên quay bắt đầu. Kính thưa quý khách, vẫn còn rất nhiều cơ hội dành cho tất cả những quý khách hàng mua sắm tại Pico trong thời gian tới. Và không biết ngày hôm nay, quý khách hàng nào sẽ là khách hàng trúng thưởng chuyến du lịch Thái Lan khi mua sắm tại Pico? Xin chúc mừng khách hàng Nguyễn Quang Huy có mã số trúng thưởng 897481122639947. Số hóa đơn 112-2639-GV, ngày xuất kho 11 tháng 5 năm 2015, địa chỉ số 26 Nguyễn Văn Học. Pico sẽ thông tin lại với khách hàng Nguyễn Quang Huy về việc khách hàng trúng thưởng và hẹn để đem đầy đủ thủ tục đến Pico để nhận thưởng. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng trong phiên quay ngày tiếp theo.